các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới và những hệ quả đằng sau nó. Con người luôn luôn vận động và cải tiến cả trong đời sống xã hội lẫn trên phương diện kinh tế. Và trong tiến trình ấy thì chúng ta đã được chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp góp phần thúc đẩy và nâng cao mức sống trong hàng trăm năm qua. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, thế nhưng những cuộc cách mạng công nghiệp cũng mang tới không ít mặt trái, ví như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là mâu thuẫn giai cấp. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới được bắt đầu ở nước Anh vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, mở đầu với sự cơ giới hóa ngành dệt may. Lúc bấy giờ, các nhà máy dệt đều phải đặt gần sông để lợi dụng sức nước chảy, điều đó gây bất tiện ở nhiều mặt. Năm 1784, James Watt, phụ tá thí nghiệm của một trường đại học, đã phát minh ra máy hơi nước. Nhờ phát minh này, nhà máy dệt có thể được đặt ở bất cứ nơi nào. Phát minh này được coi là mốc mở đầu quá trình cơ giới hóa. Năm 1785, linh mục Edmund Cartwright cho ra đời một phát minh quan trọng trong ngành dệt, đó là máy dệt vải. Máy này đã tăng năng suất dệt lên tới 40 lần. Trong thời gian này, ngành luyện kim cũng có những bước tiến lớn. Năm 1784, Henry Cort đã tìm ra cách luyện sắt Purling. Mặc dù phương pháp của Henry Cort đã luyện được sắt có chất lượng hơn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về độ bền của máy móc. Năm 1885, Henry Bessemer đã phát minh ra lò cao có khả năng luyện gang lỏng thành thép, khắc phục được những nhược điểm của chiếc máy trước đó. Bước tiến của ngành giao thông vận tải đánh dấu bằng sự ra đời của chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước vào năm 1804. Đến năm 1829, vận tốc xe lửa đã lên tới 14 dặm một giờ. Thành công này đã làm bùng nổ hệ thống đường sắt ở châu Âu và Mỹ. Năm 1807, Robert Fulton đã chế ra tàu thủy chạy bằng hơi nước thay thế cho những mái chèo hay những cánh buồm. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai lại được khởi xướng từ cuối thế kỷ 19, kéo dài đến đầu thế kỷ 20. Một trong những đặc điểm đáng lưu ý trong nền đại công nghiệp là dây chuyền sản xuất hàng loạt áp dụng nguyên lý quản trị của Frederick Winslow Taylor, đề xuất năm 1909, ứng dụng vào thực tiễn năm 1913, do hãng Ford đi tiên phong. Các nhà khoa học đã có những phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới, máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động, người máy, hệ điều khiển tự động. Các nhà sáng chế thời kỳ này cũng nghiên cứu tạo ra những vật liệu mới như chất polymer với độ bền và sức chịu nhiệt cao, được sử dụng rộng rãi trong đời sống và trong các ngành công nghiệp. Trong thời gian này, những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều cũng được tìm ra để thay thế cho nguồn năng lượng cũ. Những tiến bộ thần kỳ trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc như máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao và những phương tiện thông tin liên lạc phát sóng vô tuyến qua hệ thống vệ tinh nhân tạo, những thành tựu kỳ diệu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ như phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất, bay vào vũ trụ và đặt chân lên mặt trăng là những thành tựu đi vào lịch sử của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai này. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp với những tiến bộ nhảy vọt trong cơ khí hóa, thủy lợi hóa, phương pháp lai tạo giống, chống sâu bệnh giúp nhiều nước có thể khắc phục nạn thiếu lương thực, đói ăn kéo dài. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba xuất hiện vào khoảng từ 1969 với sự ra đời và lan tỏa của công nghệ thông tin, sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Cuộc cách mạng này thường được gọi là cuộc cách mạng máy tính hay cách mạng số, bởi vì nó được xúc tác bởi sự phát triển của chất bán dẫn, siêu máy tính cá nhân thập niên 1970 và 1980 và Internet thập niên 1990. Cuộc cách mạng này đã tạo điều kiện tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực xã hội, cho phép chi phí tương đối ít hơn các phương tiện sản xuất để tạo ra cùng một khối lượng hàng hóa tiêu dùng. Kết quả đã kéo theo sự thay đổi cơ cấu của nền sản xuất xã hội cũng như những mối tương quan giữa các khu vực 1, nông lâm thủy sản, 2, công nghiệp và xây dựng và 3, dịch vụ của nền sản xuất xã hội. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba cũng làm thay đổi tận gốc các lực lượng sản xuất, tác động tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội loài người, nhất là ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Cho đến cuối thế kỷ 20, quá trình này cơ bản hoàn thành nhờ những thành tựu khoa học công nghệ cao. Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet là những công nghệ hiện nay chúng ta thụ hưởng từ cuộc cách mạng này.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay là công nghệ 4.0 lần đầu tiên được đưa ra ở Cộng hòa Liên bang Đức năm 2011 tại hội chợ công nghệ ở Hanover. Năm 2012, khái niệm này được sử dụng để đặt tên cho một chương trình hỗ trợ phát triển công nghệ cao của chính phủ Đức. Năm 2016, cách mạng công nghiệp lần thứ tư được lựa chọn làm chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Sau đó, khái niệm này được sử dụng phổ biến để chỉ cuộc cách mạng công nghiệp mới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được hình thành trên nền tảng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, là sự tích hợp của nhiều loại hình công nghệ và những thành tựu mới của nhiều lĩnh vực nghiên cứu vật lý, hóa học, sinh học, xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực khoa học này. Trong đó, công nghệ nền tảng đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghệ số. Các lĩnh vực mũi nhọn đặc trưng của công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, Internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây, cơ sở dữ liệu lớn, blockchain, công nghệ nano, công nghệ gen, công nghệ vật liệu, công nghệ in 3D trong lĩnh vực chế tạo. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra một nền kinh tế thực sự là nền kinh tế tri thức, thông minh. Mặc dù mới ở giai đoạn đầu tiên chưa thể hiện hết những khả năng phát triển, nhưng những đánh giá dự báo đều cho rằng cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, xóa nhòa ranh giới giữa khoa học và công nghệ, tác động mạnh mẽ, sâu sắc, làm thay đổi tất cả mọi mặt. Tất nhiên nó cũng đồng thời tạo ra những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản. Nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động chủ nghĩa tư bản. Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải. Nhu cầu công nghiệp hóa khiến nông nghiệp nhanh chóng chuyển sang phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Đồng thời, quá trình cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành, tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư sản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên. Điển hình như năm 1811-1812, ở Anh đã nổ ra phong trào đập phá máy móc. Năm 1836-1848 còn nổ ra phong trào hiến chương. Quyết liệt hơn, ở Pháp, Đức còn nổ ra những cuộc khởi nghĩa. Những cuộc đấu tranh này chứng tỏ giai cấp vô sản đang trở thành lực lượng chính trị độc lập, đòi hỏi thay đổi sự thống trị của giai cấp tư sản. Tại các thuộc địa, người dân bản xứ cũng bị giới chủ tư bản tại các nước chính quốc bóc lột nặng nề. Trong toàn bộ lịch sử 200 năm cai trị của Anh tại Ấn Độ, hầu như không có sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người. Trong nửa cuối thế kỷ 19, thu nhập bình quân của dân Ấn Độ đã giảm đi một nửa. Tuổi thọ trung bình của người Ấn giảm 20% từ năm 1870 đến 1920. Hàng chục triệu người đã chết đói do chính sách mà thực dân Anh gây ra. Công nghiệp mấy chấm cũng có mặt trái. Các thành tựu khoa học công nghệ trong cách mạng 4.0 làm cho tài nguyên thiên nhiên, lao động phổ thông giá rẻ ngày càng mất lợi thế. Sự chênh lệch về trình độ phát triển, khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới có xu hướng mở rộng thêm. Nguy cơ thất nghiệp đối với những lao động phổ thông không được đào tạo làm cho sự phân hóa giàu nghèo, sự chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa các tầng lớp xã hội trong một nước cũng có xu hướng ngày càng tăng, làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội. Cách mạng 4.0 cũng làm xuất hiện nhiều vấn đề mới, tác động tới từng cá nhân, tới chính trị, an ninh của các quốc gia và trên quy mô toàn cầu. Một khối lượng thông tin khổng lồ, đa dạng, đa chiều, nhiều quan điểm, khuynh hướng tư tưởng khác nhau được đưa tới từng cá nhân ở mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, bối cảnh mới cũng làm xuất hiện nhiều hình thức tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, những hình thức trước kia chưa từng có, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng khó phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn. Những tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tạo ra những vũ khí, khí tài, phương tiện chiến tranh mới hiện đại hơn, chính xác hơn, sức công phá mạnh hơn, sức hủy diệt lớn hơn, nguy hiểm hơn, đưa chiến tranh lên vũ trụ, lên không gian mạng, đánh sập, làm rối loạn mạng quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ, hệ thống điện, thông tin của một quốc gia. Chiếm quyền chỉ huy các loại vũ khí làm tê liệt khả năng tấn công, phòng thủ của lực lượng vũ trang của một đất nước, gây ra những hậu quả to lớn không thể lường hết. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tạo cơ hội phát triển cho mọi quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Khi biết tận dụng và tận dụng được những thành tựu khoa học công nghệ mới, có thể đi tắt đón đầu, đồng thời cũng có thể làm cho các nước đang và kém phát triển tụt hậu ngày càng xa nếu không tận dụng được cơ hội này. Sự cạnh tranh giữa các nước trên thế giới gay gắt, quyết liệt hơn, tương quan sức mạnh giữa các nước, các khu vực sẽ có những thay đổi và đảo lộn. Bởi thế hiện nay, các nước đều xem xét lại, điều chỉnh chiến lược phát triển của mình. Một số nước đã xây dựng các chiến lược phát triển mới. Tóm lại, các cuộc cách mạng công nghiệp đã mang đến cho con người những thành tựu nhất định, thay đổi hoàn toàn lối sống cũng như chất lượng của cuộc sống. Mặc dù vẫn có nhiều mặt trái, thế nhưng việc con người cải cách và tiến lên phía trước là điều tất yếu. Chính vì thế, chúng ta cần chắt lọc những điểm tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp và dần hạn chế những điểm tiêu cực để có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!